Hello cả nhà. Ở bên này Kevin sẽ cùng với các bạn à, tạo một cái DynamoDB table à, rất đơn giản ha. Thì đầu tiên là các bạn cũng có xem qua nhiều cái à, clip mà Kevin đã làm á thì Dynamo là một cái dịch vụ gọi là region specific. Có nghĩa là khi các bạn login vào cái console của AWS á thì các bạn sẽ thấy đây là cái ví dụ đây là user là Kevin này, cái tài khoản mình là Bill on AWS này thì cái bên cạnh nó chính là cái reason chúng ta đang tạo ra bây giờ chúng ta tạo cái dữ tạo cái table trong Dynamo thì nó sẽ theo reason chứ nó không theo kiểu là tạo cái table đấy nó có ở tất cả mọi nơi thì nếu mà ở ở trong Dynamo thì có một cái kỹ thuật là gọi là global table có thể giúp các bạn giống như là replica cái uh, table trong Dynamo DB á, sang các reason khác nhưng mà mình sẽ À, nó cái đời đó trong một cái topic riêng ha thì ở đây này các bạn phải, uh, nắm được cái ý là Dynamo là một cái dịch vụ được gọi là region specific là có nghĩa là nó chỉ tạo trong cái region đấy thôi uh, nó không có trên tất cả các region khác thì giả sử đây là Kevin đang ở vùng là vùng Singapore uh, để truy xuất vào Dynamo DB thì các bạn gọi chữ Dynamo DB lưu ý nha cái uh, cái mà cái cần của gọi thì thì theo Kevin sử dụng thì họ cũng thay đổi khá thường xuyên á nên có khi mỗi lần các bạn vào có thể nó hơi hơi khác nhưng mà đa phần các tính năng thì thì nó vẫn giữ như cũ thôi thì đây là đây cũng gọi là cái 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 dashboard mới của DynamoDB thì cách đây khoảng hai ba ngày thôi nó nó không như này đâu nhưng mà bây giờ nó đang thay đổi rồi thì uh, trong cái dashboard này là có cái size ba đầu tiên là những cái những cái chính này là dashboard table item này Uh, party Cycle này, uh, Editor Backup hay là những cái tính năng khác thì cái, cái này uh, mình sẽ đi vào những cái bài riêng. thì trong cái này thì các các bạn chỉ quan tâm đến cái phần là Table này. thì Table đây là cái viên tạo trước một số Table rồi. nếu giả sử Kevin muốn đi qua một region khác, giả sử đi qua uh, Sydney đi, thì bên tại vì là DynamoDB là dịch vụ là chỉ có trong region này thôi nếu mà các bạn tạo có thay bố trong region là giả sử bên 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 sinh á thì nó sẽ ở bên sinh thôi chứ còn qua bên Sydney là không khác là khác ha thì mỗi một region thì họ có các bạn có thể tạo được 256 table năm là là như này là một table này mình hiện tại cái bên đang tạo là bảy cái table thì đây là cái uh, thông tin thứ hai mà các bạn sẽ cần phải nắm Thì để tạo một table các bạn bấm vào nút click uh, create table Thì lưu ý là cái table name này trong một region thì không thể giống nhau được ha Giả sử như lúc nãy là uh, Kevin có một cái table tên là Clau Cloud Demand rồi á uh, Giả sử PK SK uh, Mình để mặc định ha để đỡ mất thời gian ha Uh, thì cái table này on ready là đã tồn tại đó các bạn phải tạo một cái table mà nó không được trùng tên trong cái region đó đó là điều lưu ý đầu tiên thứ hai nữa uh, tiếp theo là giả sử mình đặt tên một cái table là abc đi abc thì uh, các bạn ở trong cái phần này uh, các bạn có thể tạo partition key và sort key ha thì partition key là luôn là phải mặc định và khi được khai báo trong hệ thống Um, còn short key là có thể là optional, giả sử Kevin không chọn short key chỉ chọn làm primary key thôi giả sử đây là uh, trong partition key Kevin lưu là student ID chẳng hạn uh, kiểu dữ liệu là string chúng ta có thể là trong cái key chúng ta có thể là string hay number hay là binary tùy thuộc vào cái loại ứng dụng các bạn thể xây dựng thì có thể có, các bạn sẽ chọn cái loại uh, cái loại dữ liệu phù hợp thì Kevin thông thường chọn string để linh hoạt sau này còn sử dụng những ứng dụng kiểu kiểu như là Composite Primary Key á là combine giữa Short Key và uh, và Partition Key trong Short Key hay trong Partition Key lại có những cái thiết kế riêng nữa thì phần tiếp theo là cái phần uh, setting khác thì để cho các bạn coi là cái phần custom setting này có những cái gì ví dụ như ở đây là mình có cái phần uh, Uh, read and write capacity setting nào như on demand hay là provision thì với uh, với một tài khoản free tier là khi các bạn tạo tài khoản AWS đó, thì các bạn sẽ có một năm uh, gọi là free tier thì trong các free tier này thì có rất nhiều cái benefit để sự Kevin có thể giới thiệu sơ với các bạn AWS Amazon con siêu free ha thì sẽ ra được các cái giả sử như Kevin muốn tìm coi đông đây nào Dynamo thì có free được gì không? À đây rồi. Thì à uh, Dynamo thì cho các bạn là 1 năm được 25 GB lưu trữ, 25 GB nếu mà lưu trữ mà dạng uh, trong database là cũng cũng khá là nhiều ha. Um, cái này các bạn được 25 GB này, được 25 cái WCU là write capacity unit, 25 read uh, capacity unit và có thể handle tới 200 triệu. 200 em là 200, 200 triệu uh, yêu cầu request uh, hàng tháng ha và cái lịch cái dịch vụ này nó hai cái nó là nó on wi free là cái mà cái mà cái viên cực kỳ thất có nghĩa là thông thường các dịch vụ có rất nhiều loại là 12 tháng miễn phí hay là uh, trial hay on wi free thì ví dụ như là những dịch vụ ví dụ ec2 thông thường 12 tháng còn cái dynamo thì on wi free nó rất là tiện cho các bạn sử dụng ứng dụng uh, tại vì các bạn sẽ có 25 cái uh, capacity unit miễn phí hàng tháng nên là giả sử mình sẽ chọn ở đây là cái uh, mình sẽ chọn chế độ là provision ha nhưng mà mình chọn ở đây giả sử tối đa là ba thôi uh, khi cứ mỗi lần nó tăng lên ví dụ utilization tăng lên 70% thì nó sẽ cứ tăng lên nhưng mà chỉ tăng max lên là là ba kiểu như thế thì chỗ này giả sử sửa thành ba À, cái phần secondary index này mình sẽ cái mình sẽ tắt ra một bài cho nó cho nó dễ hiểu ha. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là estimate ừ, giả sử như là nếu mà xài là 5 cái unit đó, thì tháng hết khoảng 3 31 đô thì rất rẻ ha. Đó, thì bấm create table. Đó, thì create cái này xong là still là đi các bạn thấy nè. Trạng thái creating này, tên table này. Các bạn thấy partition key là xưa là ID này, sort key mình không có mình không có dùng dùng này này. Index là không có này, chế độ là provision này, auto scaling này. Thì có một số bạn sẽ không auto scaling tại vì auto scaling có thể nó sẽ uh, phát sinh thêm chi phí nhưng mà nếu mà không auto scaling mà lúc mà các bạn bị hit request hay là write request nhiều quá nó có thể dẫn cái table của bạn bị throttle thì uh, cái đó đây, bài này là cái bài đơn giản, mình tạo một cái DynamoDB table. Uh, lưu ý đầu tiên là nó là theo reason specific ha lưu ý thứ hai là cái tên nó phải là duy nhất trong uh, trong cái reason đó giả sử nên nếu mà tạo một bộ tên abc rồi thì không tạo một bộ abc nữa cái lưu ý thứ ba là uh, khi các bạn tạo thì các bạn phải tạo ra là partition key và tạo ra hoặc là chọn optional sẽ uh, short key bây giờ nếu mà giờ các bạn vào thay bộ các bạn muốn muốn sửa cái đó cũng không sửa được nha nếu đã nếu đã chọn cái đó là cái à, cái có cái đó là cái cái cái, cái còn sinh kỳ và sót thì mình các bạn không được sửa nữa thì để sửa cái đó thì các bạn muốn điều chỉnh những cái những cái mà asset ba lần nữa thì nó thông thường dùng dùng qua cái đất thì ở bài tới thì Kevin sẽ cùng chia sẻ với các bạn là cách cách sử dụng đất như thế nào ha cảm ơn các bạn